Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ok, theo yêu cầu của cực kỳ nhiều bạn luôn, clip này mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bản menu hack auto câu cá nha các bạn. Đấy, cái game câu cá ấy, các bạn chắc các bạn biết cái game này rồi. Đấy thì bản này nói chung là đầy đủ những cái chức năng cơ bản thôi nha các bạn, như kiểu là auto câu cá này, auto bán cá này, đấy, auto loot với mấy cái linh tinh thôi. Còn nếu mà các bạn nào kiểu là các bạn mới tập hack về game này, các bạn vẫn chưa biết các chức năng sử dụng như thế nào, thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bản menu tiếng Việt sau nha các bạn. Đấy, clip này mình mang đến cho các bạn menu tiếng Anh. Đây, nó tự auto hết cho các bạn luôn. Đấy, auto bán cá các thứ có luôn. Các bạn muốn treo máy thì các bạn có thể là vào phần auto setting này các bạn này. Đây, có cái phần black screen này, các bạn bật lên thì nó sẽ đen màn hình như này. Nên là cái việc mà các bạn treo máy thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, nó không bị kiểu là không bị văng, không bị kích, kiểu khi mà nóng máy lên đấy các bạn thì nó sẽ dễ bị văng game hơn nha. Nên là các bạn sử dụng cái black screen hoặc là white screen rồi thì treo máy nó sẽ rất là ok luôn. Đó, tự động auto câu hết cho các bạn luôn nha các bạn. Đây, phần auto farm có quả auto bán cá đầy đủ luôn nha các bạn. Anti AFK cũng có này, giúp cho các bạn trèo máy này, cực kỳ ok luôn. Đó, thì mình cũng mới tập hack với game này thôi. Thế mình mới biết auto câu cá với auto bán cá thôi. Còn mà để mà kiểu biết hết các chức năng của game này thì mình vẫn chưa biết hết nha các bạn. Ok à? Nhảy xuống dưới rồi. Đấy, mình vẫn chưa biết hết đầy đủ bởi vì mình mới tập hack game này. Game này cũng hot từ rất là lâu rồi, nhưng mà nay mình mới làm clip cho các bạn. Còn nếu mà các bạn nào vẫn chưa biết cách cài đặt hack kiểu là hack Flowsu hay là cách Delta bản VNG hay là bản quốc tế các thứ, thì các bạn có số phần mô tả video mình đã quay nha các bạn. Mình để cho các bạn một cái đường link hướng dẫn đầy đủ cho các bạn cách cài đặt hack. Đấy, các bạn xem video đấy nha. Ok, mình sẽ tắt auto fan đi, mình bật thử auto bán cá xem nào. Đây, auto bán cá đây. Đấy, bán hết rồi. Đấy, bán hết rồi, dịch sang đây này các bạn này. Đó, đầy đủ những cái chức năng cơ bản thôi. Còn mình không biết là sẽ có những chức năng gì nữa, không biết là có úp tộc V4 hay là có auto ride, là auto kill Leviathan ở trong cái game câu cá này không thì mình chưa biết nha các bạn. Đấy, phải đi tìm hiểu mới biết được. Có là mình úp ngay cho các bạn luôn. Ok, thì chắc là clip này mình sẽ tạm dừng clip tại đây thôi nha các bạn. Đây, chủ yếu là mang đến cho các bạn một cái bản menu này cho các bạn sử dụng thôi. Còn auto farm thì mình chưa biết. Đây, có cả teleport NPC với cả teleport item và thứ này. Đấy, cũng đầy đủ mấy cái cơ bản thôi nha các bạn. Mình sẽ tạm dừng clip ở đây thôi nha các bạn. Thì các chức năng các bạn cứ vượt link về các bạn chỉnh em nha. Nếu mà có vấn đề gì hay là có những cái điều gì các bạn muốn bảo với mình là mình update thêm về bản này thì các bạn comment bên dưới nha các bạn. Hoặc là muốn tiếng Việt thì các bạn cứ một comment bên dưới, mình sẽ chiều hết cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nha.